Alo, Cấm Thanh gọi xin kính chào đại gia đình mình nha. Nói nhỏ nhỏ thôi, còn nhỏ nó ngủ. Trời ơi, hổm gầy, vợ sanh vợ đẻ, cho nên đâu có đi câu được đâu, chứ đâu có làm clip được cho các bạn xem đâu. Bởi vì vì muốn chết, nhưng mà vì tương lai tuổi trẻ nên thằng cha nó phải gán nhịn. Mà cũng ác thiệt các bạn ơi. Trời ơi, trong lúc vợ sanh lỡ đẻ, nhảy ra nhà chăm vợ chăm con, mà cái ông nội người Thái Lan su chao núp núp, ông gửi cho mình hai cái mẫu nhái hơi về mình dòm, mình thấy mình ngứa ngáy trong mình, gái muốn chết. Ác còn là súng đạn nữa. Cái này ta gọi là giết người không cần gươm đao. Đây, để mình lấy cho các bạn xem nha. Trời bể kiến hơn nổi ơi, rồi xong luôn. Trời ơi, clip này không biết được nhiêu đây mà bể kiến đền kiến nữa rồi. Nói chung đây là mấy con mồi mình câu rồi hết rồi, nhưng mà bây giờ nó nâng cấp lên phiên bản mới G7S đó. Quay thì có người ta nó quay G7S hay giờ G7 lên G7S. iPhone rồi cũng iPhone S rồi ha. Nháy hơi thì cũng hay lên rồi, phiên bản mới lên S được. Đó, G7 nha các bạn ơi, G7 phiên bản mới. Đó. Đây, có hai thìa luôn nha các bạn. Hai thìa mà hai thìa tròn á, không lỗi. Đó, hai thìa mà hai thìa nhỏ thôi nha. Hai thìa nhỏ mà ôm vô sát đít. Đó. Sát đít con nháy. Đó. Chứ đừng có bự mà lòng thòng quá nha, cá tắp trúng thìa bỏ chân. Hai thìa nhỏ gọn đó, ôm sát vô nháy. Cá tắp cái luộc không, cá tắp cái phải luộc, chứ cái tắp mà trúng cái thìa không là nó bỏ nha. Đó nè, giờ bảy đó, rất da nó rất là da như dẻo dẻo mềm mềm thun thùng thụng như thế. Cho nên cá nó táp dễ sụp lắm, mềm mại thung lung thung lủng lủng như vậy đó. Cái này con mắt mà nè, cái da nó sần sùi, da con cóc nữa. Đó, đây là một màu vàng chanh pha lẫn chút màu đen, một thìa. Anh em nào thích chơi một thìa thì một thìa, hai thìa thì hai thìa. Hai thìa thì ta bơi trên rong rồi ha, rong riêu bèo rồi ha, cho nó đánh ra len ken, đặng nó tạo tiếng động sức hút cho con cá. Đó, còn một thìa ta đi ngoài trống cỏ lừa thưa cũng được, nó rất là mềm mại. Ấy dạ, cảm giác cái tay chúng ta mà cầm vô sập xuống là nó sốc rồi đó. Cho nên chỉ cần mình gịch gắt nhẹ thôi, bắt đầu cá táp gì bắt đầu gắt nhẹ là nó xây vô, nằm vô dính một cam đó, ba màu đó. Đó này nha, G7 phiên bản hết nha. Ủa, G7 ở phiên bản G7 hết đó, để cho mình lấy các bạn xem cái con G7 cũ nha. Đó, còn đây là những con G7 cũ nè. Đó, cũng hết hàng luôn các bạn ơi. Đó, còn mấy con đó, lấy những cũ hết cái lô 7 cũ này là tới cái lô mới này rồi. Đó, G7 này cũ thì vậy nè, G7 cũ này anh em chơi nhiều anh em rất là thích nha, chống dướng tốt, mà đặc biệt lên Hugo nhiều, Hugo không nội mẹ ơi, tại nó đi đẹp, đi đầm đi đều các bạn, đi kiểu đầm đầm đều đều, cái mỏ nó ngóc lên bơi đã. Rồi nghe, mình xin nói trước là không phải khoe khoang nhái hơi nhảy này nọ đâu nha, thật ra thì cũng nhái hơi nào nó cũng như nhái hơi nào các bạn ơi. Đó,
chẳng qua là nhiều mẫu mã anh em mình thích, mẫu mã con này mình chơi con này, thích màu này thì chơi màu này, thích mẫu mã nó ngộ đẹp thì chơi thôi, chứ mình không có nói là con nào nó nhạy nhất, con nào nó nhạy hơn con nào đâu nha bạn ơi. Quan trọng là mình thích cái kiểu cọ nó, nó mình mua về mình chơi, và cái gì quan trọng là nó chống dướng tương đối và dễ đóng đá, nó dễ dính nó. Chứ còn bơi con nhái hơi nào nó cám tát à, chứ không phải là đừng nói mình nó nhảy. Mình bán mồi chứ mình không có nói gì con phe pha mồi nhảy nhỏ nhỏ này đâu các bạn ơi. Anh em chơi thì biết hết nè. Cục cao su gắn thì vô bơi vẫn tát thôi chứ. Rồi cho nó qua bên đi. Cho nó qua mấy cái cổ. Cho nó mấy con bảy này qua bên đi. Đặc biệt cùng thích đây. Con mình thích là cái con Trần Hiêu. Trần Hiêu đó, Trần Hiêu VG đã ra mắt đó. Lần này thiết kế đó rất là đẹp các bạn ơi, và đặc biệt lớp da của nó dày hơn một chút xíu, mình nó rất cảm giác nó rất là nhiễu, mình chơi rất lâu đó. Cái con Trần Hiêu đợt trước cái da nó mỏng dánh nào mà chơi còn biết bao lâu chưa hư da nữa. Còn con này da hơi dày xíu nè. Đó, mình kêu con ổng cho làm cho hơi mập mập xíu, chứ làm để gồm quá giống Vinh Gồm. Cho hơi có cái bụng bụng no no ra chút xíu. Đó. Và cặp mắt của nó nè. Nó long lanh như mắt thiệt. Đó, lớp cái bụng nè. Bụng nó vàng vàng chấm chấm đen như bụng ếch. Đó. VG nha các bạn, Trần Hiêu VG. Hay mình gọi là Post VG cũng được. Đó. Tại mình kêu Trần Hiêu này nọ cho các bạn dễ, các bạn có đặt hàng này nọ các bạn kêu cái mình biết rồi. Đó, cái mỏ của nó nè, đó. Cái mỏ của nó dài, nhọn, dài. Đó, vậy là phá chú 8 luôn đó. Khó mà tuột ra lắm, chứ đặc biệt. Không có vụ tét mỏ lắm, ít vụ tét mỏ lắm. Đó. Mấy cái máy nháy hơi lúc trước mình câu hơi bị tét mỏ này nọ. À, nhưng mà tới lúc mình bán á, à, mình đặt kêu người ta làm là quan trọng nhất cái mỏ đó. Đừng để cho nó tét. Tét rồi cái nó ưa vô nước này nọ nó chìm ngấm à. Đó, bạn thấy không, đẹp không? Đó, phiên bản mới nha, phiên bản cũ hết trơn rồi, không còn con nào nữa. Còn con để mình review nè. Đó, đây phiên bản trước này còn con để mình so sánh nè. Đó, các bạn thấy không? Con này con đặt trước, con này đặt sau nè. Trước thì nó ốm nó thon vậy, con này sao nó hơi no no tròn tròn nè. Rồi đặc biệt cũng gắn thêm một thìa nữa các bạn ơi. Đó. Ai thích chơi một thìa nha, một thìa, hai thìa, hai thìa. Cái loại hai thìa nó sẽ mắc hơn cái loại một thìa 10.000 nha. Đó. Cho anh em thích chơi hai con, một con chơi ngoài chấm cỏ lưu thương, con chơi trên gông hơi dày dày ha, gông nghiêu dày có muốn rồi. Rồi đặc biệt chiếc này cái lưỡi của nó ôm sắc vô body luôn, đó, cảm giác chống dướng rất tốt, đó, mà táp một cái thì ây da dính, đó. Ba phê, trời ơi nhá như thế này mà không thời gian đi test nó ngứa ngáy trong người mà anh em nào có lấy về, có câu, có test thì hãy nhớ trả hàng trả hình cho mình xem mình đỡ ghiền nha các bạn ơi, nó. Còn bây giờ thì kết thúc video, vô cho con bú và gu con ngủ. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại video tiếp theo, chắc cũng còn hơi lâu rồi.